Cái gì? Cái đó là nó tôi phải cất nó center. Hồi đứng Oh. ngồi đứng ngồi coi. Đứng ngồi coi. Tựa tựa vô cái tựa tựa cái cửa, tựa vô cái cửa. Rồi đây. Đấy. Còn nhá. Yeah. Ok, good. Bây giờ nó lại trời nó như hôm qua nhỉ, đẹp đấy. Đẹp đấy. Nhờ thế đó. Ok. You shut, you cut off my body. Look at I show you. That's it. Thấy không? Did I take a full picture of you? I took full picture, nhưng mà I see I capture this. Yeah, it's good. Yeah. Yeah. And có khi là you have to frame like a different angle. Có khi mình về mình thấy nó lạ, nó cái này cái nhà đẹp không? Bà cái đâu rồi? Around the corner đẹp không? Oh yeah. Yeah, wow, wow. Cái này phải đứng ở xa kìa. Phương đứng ở xa. Có cái nhà này đẹp hả? Có cái nhà nó biêu hả? Very quiet. Theo nó không có đúng cái main street, nó ngồi trong cái nó rất là peaceful. Chứ cái xóm này cũng lâu lắm rồi. Oh yeah. Cái đó remote lại mấy lần rồi đấy nhà. Rồi đi. Xuống coi. Now you got everything right from here, right? Ở nhà này có người sao vậy? Ông già ở có chứ. Ông già còn sống. Oh, he's very nice over here. Mà nhưng mà cái tội cái giá đắt quá. Not even your area, not here, Virginia, it's very expensive. Đúng thế. Ở dưới trên này mà xuống dưới kia thì ở thì ok, mà trên này dưới kia mà lên này là chết. Ồ, thằng này chắc biết cái cờ là cờ gì không? Ukraine. Yeah. Yeah, I have a lady that she's from Ukraine. Chắc này chắc là câu cái người này là cũng là Ukraine, cái máu của người ta cũng Ukraine. Có khi nhiều người họ nó cũng gì lắm. Cái cây này ginkgo già không? Look at that tree. That's a very old ginkgo tree. I remember take a picture of this one when I nhà có người ở xong là có cái lá rớt xuống mà không có người gì rớt rồi. Chụp cái stè của nó vẫn còn lá rồi đấy, lạ. Cây già đẹp ghê. Wow, cái cây này nữa. Hi. Yeah, I never been on the picture a lot. Okay. Phương đứng đây coi. Hả? Đứng đây coi. Đẹp quá. Đứng đây, đây. Tựa cái cửa. Oh yeah. Right there. Yeah. Beautiful. Oh yeah. Ở trước giường, ở trước trường, ở sở nó cũng có cái cây nhiều lắm.
nó cây nó đẹp quá. Cây sở nó chỉ một khúc rồi thôi. Cái nhánh là nó cây nó già một wow. Beautiful cho nó. Đẹp thế này bảo red làm gì, dùng dậu. Cái gì cơ? Đẹp thế này bảo dậu red làm gì. It's beautiful color, bright color. Yeah. Mà cái này là nó đang nguy hiểm này. Đúng. Nó mà gãy xuống là điện không có dây điện đúng thế, nữa. Đúng thế. Tại sao nó không có cái này nó phải thích khe cái cây này yeah. nó phải cắt đi. Oh, I think it looks like they nó đè đang đè xuống nó nắng nó dài quá nó nặng. Looks like they clip vào trong đó thấy không? Đúng. I see they clip something. Đáng lẽ nó phải thích khe cái này á. Không, I see they clip it to có phải không? No. Clip một cái cho cây không? No way. No, no. Vậy đó hả? No. Này Phương thấy không? Thấy thấy cái video không? Tôi đứng bên kia nó khác, đứng bên này nó khác thấy không? Chắc 3 tuần trước thì là perfect. Nó có đủ hết màu đẹp vì nó rớt xuống hết rồi. Nhưng mà đi vào chỗ này thì residential thì yên lặng ha. Dạ, yeah, cái đường kia nó ồn quá. Cái men suýt của nó ồn. Ồn. Quả thiệt đấy chứ. Ờ không, cái mô nó để có quả đậm thơm đó. Dùng quả mít hả? Ờ, cái mô quả na. Ờ.